Xin chào tất cả kênh Tô Tranh của mình. Hôm nay cùng mình Tô Vũ Xanh. Những chiếc làm tóc cùng xem thành quà của mình sẽ Tô Vũ Xanh này như thế nào nhé. Chiếc kẹp 4 thì Tô là màu đỏ. Trước khi hợp cuối có cái mà cái này bây giờ tôi là màu đen. Ép mình sẽ tô là màu mà con tính là con thảo để cái con tím tính là cái khi ăn nó cũng tính là anh nói là anh được chuyển bao nhiêu tiền đấy thì là chắc là cũng tính này còn đang làm đi ra mà họ cũng tính cái đoạn đấy cho đúng không, kéo ai nghĩ nó tính chắc là họ cũng nghĩ xác định đấy, nếu đưa thằng thơ cuối thằng thơ thì sẽ như này như này nó tính rồi vất thì nó mới tính vâng, vừa rồi mình đã hoàn thành xong bức tranh. Cảm ơn mọi người đã xem kênh Tô Tranh của mình. Hẹn mọi người vào những video Tô Tranh tiếp theo của mình nhé. Em có chưa nhìn thấy mặt mình.